Mến thưa quý bà con cô bác, Minh Toàn hiện tại đang có mặt tại Hạ Long Bay. Và Minh Toàn bây giờ là đang lưu thông bằng xe máy ở trong Hạ Long Bay. Đây là phía bên trong của Hạ Long Bay và phía đằng trước mặt của chúng ta là cái bãi biển, bãi tắm của Hạ Long quý bà con ạ. Nhưng mà vào mùa này thì bãi tắm đấy là cũng không có người lắm. Và như quý bà con, cô bác biết, Hạ Long Bay là thuộc ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây, nơi đây là còn gọi là cái thị trấn của bãi cháy của thành phố Hạ Long. Và như ở đây thì quý bà con cô bác nhìn thấy là một số cái nhà hàng mà tổ chức các cái sự kiện ở dưới Hạ Long là bây giờ cũng không có người mấy. Mình toàn thử đi vào đây nhé. Đây là một số cái để tổ chức sự kiện đây quý bà con. Đây, mến thưa bà con, đây là cái bãi tắm của Hạ Long Bay. Và mùa này là không phải mùa du lịch nên mà ở Hạ Long Bay là xây dựng rất là nhiều. Du khách về đây tắm biển thì thực sự là không có mấy. Chỉ có một số khách nước ngoài thôi, còn khách Việt Nam thì đang ít lắm. Và nên thưa quý bà con, ở đây thì có các cái vườn dừa đều được đánh số hết. Đây là một trong những cái nơi mà vào mùa hè sẽ bắn nước và các cái phao bơi để phục vụ cho chúng ta tắm biển. Đây mình toàn xin đi dọc theo cái bãi biển này để gửi hình ảnh bãi biển của Hạ Long này đến quý bà con nhé. Đây là phía bên trong của bãi biển, còn biển nó nằm ngoài kia. Đấy, thế cuối là được các môi trường sẽ chăm sóc cắt tỉa như thế quý bà con ạ. Đây, và cái con tàu mà lúc hôm trước Minh Toàn đi chào đón, và con tàu đấy và đã gửi một cái hình ảnh qua video đến quý bà con cô bác, thì đây là con tàu đấy. Đây, nó đậu gần với Hạ Long Bay đây luôn. Qua về với Hạ Long Bay thì thật sự là bây giờ về với Hạ Long Bay thì nhìn cảnh tượng này thì khá là bề bộn, đang xây dựng rất là nhiều quý bà con, nên bây giờ mà về Hạ Long Bay thấy cũng
không được đẹp lắm. Nhưng mà chắc chắn rằng vào mùa du lịch tới là Long Bay là sẽ là sạch đẹp. Ở đây là có những cái con máy khoan này, máy khoan nước này, còn nước khoan trụ bê tông. Không biết ở ngoài kia là có một cái chòi gì ấy nhỉ? À, cái đấy là một cái để mà canh gác bảo vệ. Đó là thế. Minh Toàn xin đi vòng vòng ra đấy nhá, để gửi hình ảnh đến các bà con của bác. Bà con là chúng ta đứng đây, chúng ta có thể nhìn được cái cáp treo này, cáp treo chúng ta đi từ Hòn Gái đi sang. Đi ra đây thật sự là bể bộn quá. Thưa quý bà con, Minh Toàn đi bộ xuống dưới bãi biển để xem một số cái hình, một số cái chỗ bãi tắm của Hạ Long Bay như thế này để gửi đến quý bà con cô bác. Đây vào mùa du lịch thì chỗ này là nước nó lên khá là cao đây quý bà con này, và chỗ này là biển, nước biển rồi này, chứ không phải là đồi cát như thế này nữa đâu. Đấy. Chúc bà con cô bác nếu mà mùa này mà về với Hạ Long Bay gặp ít khách lắm. Ở đây có những con sò, con sát của con sò, con ốc, con sên, con ngao đang chết. Toàn bộ cái khu vực đằng trước mặt của chúng ta là cái vịnh Hạ Long.
cũng đằng trước những con núi đấy là Vịnh Hạ Long. Ở đây là có cái hang của con gì đấy quý bà con. Con hang của con gì đảo. Wow. Thật là mát mẻ. À, quý bà con cũng có thể nhìn thấy bây giờ cũng chỉ có một vài người tắm biển thôi chứ không có nhiều. Đấy, sóng biển đánh lên như thế này quý bà con. Hôm nay gió cũng khá là to đó. Đấy, nước biển thì khá là trong xanh luôn. Buổi chiều thì nước nó đánh tận lên trong này quý bà con. Nước biển và người đi nhặt con ngao con sò. Anh ơi, cái kia là cái nhà gì đấy hả anh? Không biết là đấy. Có phải phải chòi canh gác không nhỉ? Có thể thế nhỉ? Chắc canh gác biển đấy. Chòi gác đấy chú nhỉ? Đằng kia xa đằng kia gặp một chú đang nhảy múa. Đấy, đang nhảy múa. Đang nhảy múa trên bãi biển luôn. À, đây là bác gái. Không thể là đàn ông. Cái. Chắc là bác khởi động trước khi xuống biển rồi. Đây là trụ gì nhỉ? Đây là bờ này là được kè luôn quý bà con. Cái nhà này xây dựng khá là đẹp.
giống như một lô cốt luôn. Anh ơi, cái nhà này là nhà gì mà nhìn đồ sộ thế anh? Nhà gác biển hả anh? Nhà. Đây là vọng gác. Ôi, nhìn bãi biển Hạ Long bây giờ, Hạ Long Bay, mùa này thật là chán. Chắc là nhìn cái bãi biển như thế này thì khi mà quý bà con của bác về với Hạ Long Bay mùa này thì chắc bà con của bác không muốn đến Hạ Long Bay luôn. Dạ. Ba giờ 15 bác ạ. 3:15 rồi. Quý bà con của bác khi mà về với Hạ Long Bay như thế này thì mình toàn nghĩ là quý bà con của bác không muốn về đâu. Thì chắc là nếu mà quý bà con của bác về thì đi mùa với vào mùa du lịch thôi. Mùa này nhìn rác rưởi bẩn lắm quý bà con. Này. Đó. Cảnh tượng này không ai dám đến bãi biển Hạ Long Bay luôn. Thank you.